Rồi, hello các bạn đã kết với trang channel của mình, tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot Chu. Nó phần How the Tinton You Combine Energy rồi nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi dòng level 1. Đó, mới giờ mình sẽ đá cái cửa mạnh vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên đây. Rồi, chạy mạnh vô. Đó, mình đã đánh lạc hướng cái ông chết đồng bếp và bà cụ già này nha các bạn. Bây giờ mình cứ thông thả mình để lấy vàng thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây lấy cái vàng cuối cùng. Đó, lấy 7 gold nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi qua dòng. Đó, hoàn thành một cách khá là nhanh gọn lẹ nha các bạn. Giờ uống loại thuốc energy green này chạy rất là nhanh. Rồi chúng ta tiếp tục đi dòng level 2. Rồi ok, chúng ta sẽ mở cái cửa này và chạy vô. Đó, lấy vàng của ông Bolito này. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng ổng. Đó, rất là khó nha các bạn. Đánh lạc hướng sai là chúng ta sẽ bị phát hiện ngay. Rồi, chạy mạnh qua. Mình sẽ lấy cái vàng này luôn. Ồ, không được, xíu một chút nữa là bị dính vô camera nha các bạn. Khá hấp dẫn nha. Rồi, thế là chúng ta đã lấy vàng rất là nhanh nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy vô đây. Rồi, chúng ta lấy đủ 5 gold rồi chúng ta sẽ băng qua thôi các bạn. Đó, chúng ta sẽ băng qua đây và lấy vàng thôi. Đó, và qua dòng các bạn. Thế là chúng ta đã hoàn thành tiếp tục về dòng level 2 này. Perfect nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ nếp 3 dòng level 2. Ok, bây giờ mình sẽ băng lên thật là nhanh nha các bạn. Đó, băng lên là thật là nhanh. Tạo cảnh lạc hướng 2 cụ già này. Đó, chạy một cách rất là bài bản và nhanh gọn lẹ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chờ con bolit này lên, mình sẽ chạy lên trên này nha. Đâm cái cửa qua tạo cái tiếng động. Đó, sau đó mình sẽ vô đây liền đẩy cái thùng gỗ này qua bên cái cam công tắc kia. Ồ, không được. Đợi cho camera quét qua, chúng ta sẽ đẩy qua một lần nữa nha. Đó, chúng ta sẽ đẩy qua thật là nhanh. Đó, rồi. Thế là chúng ta đã hoàn thành tiếp tục dòng level này. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thì các bạn đã xem ủng hộ tôi đi chặt sâu của mình nha. Ok, các bạn, thank you so much. Boogie Wowsy. Snaggeroo. Thank you.
Boogie Wowsie. Monstery, you can't cover me. Boogie Wowsie. Monstery to care. Thank you.